Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8 năm 2018, xe đầu kéo 51C55014 kéo theo rơ móc mang số hiệu 51G18313 chở theo 5 cụm tôn nặng đi từ hướng khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra ngã ba quốc lộ 51. Khi xe này quẹo về hướng đi Đồng Nai thì bất ngờ 4 cụm tôn rơi xuống đường, trong đó có 2 cụm lăn vào nhà dân. Vụ việc khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Những người dân ở ngã ba khu công nghiệp Phú Mỹ 1 quốc lộ 51 cho biết, khu vực này thường có xe đầu kéo kéo theo rơ móc chở tôn, sắt từ các nhà máy trong khu công nghiệp ra hay làm rơi hàng xuống đường, dễ gây tai nạn cho các phương tiện giao thông khác.